Trên địa bàn huyện Đắk Lây có 85 thôn người dân tộc thiểu số. Hiện nay, 100% thôn đều có tổ chức đảng, đồng thời có đảng viên là người tại chỗ. Thời gian qua, công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng, phát triển đảng viên luôn được huyện Đắk Lây chú trọng. Đa số tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. Chế độ, nguyên tắc sinh hoạt đảng được thực hiện nghiêm túc. Từ năm 2020 đến nay, huyện kết nạp gần 430 đảng viên. Trong đó, mỗi đảng viên tiên phong gương mẫu thực hiện nhiệm vụ được giao gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tham gia xây dựng nông thôn mới, đồng hành giúp đỡ bà con phát triển kinh tế. Hoạt động hiệu quả của các tổ chức đảng đã đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nâng cao niềm tin của nhân dân vào đảng, nhà nước. Huyện Đắk Lây đặt ra mục tiêu đến năm 2025 kết nạp mới trên 600 đảng viên và duy trì 100% chi bộ thôn có đảng viên là người tại chỗ.